Bạn sinh viên này đã đăng ký khóa học IELTS theo hình thức trực tuyến, lộ trình từ 4.5 lên 6.5. Sau khi bạn này nghe theo lời quảng cáo của một người trên nền tảng TikTok có tên là Bảo Bảo, giới thiệu với trung tâm tiếng Anh uy tín Lê Yến IELTS Class. Cái nick TikToker đấy thì em cũng theo dõi từ lâu rồi, vì em cũng có ý định học IELTS rồi, em cũng tìm hiểu. Anh ấy review nhiều trung tâm ấy, thì em thấy uy tín, với cả là cái page của cô cũng 14.000 người theo dõi ấy, thì em tin tưởng và đăng ký học. Mọi sự tin tưởng nhầm chỗ đều phải trả giá bằng tiền mặt. Buổi học đầu tiên không phải là cô giáo Lê Yến có IELTS 8.5 dạy như cam kết ban đầu, cho nên bạn sinh viên xin rút lại tiền cọc. Tuy nhiên, trung tâm không đồng ý và sau đó chặn mọi phương thức liên lạc. 5 lần 7 lượt gọi điện đến trung tâm đòi tiền, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Bây giờ em thử lấy số điện thoại khác gọi điện xem người ta nghe máy hay không. Alo ạ. Alo. Alo chị ơi, đây có phải số của trung tâm cô Lê Yến không ạ? Ừ em. Bây giờ trung tâm đã block em rồi, còn không cho em học nữa, còn đang cầm 8 triệu của em nhưng mà... À, cái này để chị hỏi lại nhé. Dạ không, em cũng... Một số học sinh khác cũng bị mất tiền oan vì đăng ký học IELTS qua mạng. Như nam sinh lớp 12 này đã mất 14 triệu đồng vì lỡ tin vào những lời quảng cáo. Khi chúng ta bỏ tiền ra học thì cái cao nhất đó chính là chất lượng mà chúng ta mong muốn. Nhưng khi đến học với cô Lê Yến, không có một cô Lê Yến nào dạy trong 2 buổi đầu tiên mà em bỏ tiền ra em học. Vậy khác nào là treo đầu dê bán thịt chó. Người ta bắt bạn phải chờ lớp, phải đợi lớp hoặc là phải lùi lịch. Đúng ạ, thì bạn có thể bạn yêu cầu người ta vào lại học phí để bạn đi học nơi khác thì bạn không chờ được. Nhưng mà đây, người ta khai giảng đúng lịch. Được chưa ạ? Lớp khai giảng rồi, học rồi, xong lại đi đòi lại học phí là sao? Chúng tôi đã thử đến cái cơ sở ở ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội. Tuy nhiên thì đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ thì vẫn không tìm thấy địa chỉ của trung tâm tiếng Anh này ở đâu. Liên lạc với TikToker Bảo Bảo, người này chia sẻ các thông tin quảng cáo chỉ tham khảo trên mạng xã hội. Từ trước đến nay thì em giới thiệu rất nhiều các thầy cô tốt thì chứ không phải là mỗi cô Lê Yến. Tất cả là em cũng chỉ tiếp xúc ở trên mạng các thầy cô thôi, nhưng còn các bạn thì tìm hiểu học hành thì các bạn tìm hiểu kỹ hơn. Vì tin những lời cam kết có cánh, nhiều học viên đã xuống tiền. Sau nhiều tháng học online, một số người vẫn không biết giáo viên Lê Yến là ai, mà chỉ nhìn thấy giáo viên này thông qua các clip được đăng tải trên mạng xã hội. Writing task 2 này. Cái mà em muốn theo học ở đây là tìm đến cô Yến, một người có cái điểm cao để có thể cô hướng dẫn và giải thích như thế nào cho nó rõ ngọn ngành hơn là chỉ có đọc những cái thông tin nó trên mạng cũng có thì nó không xứng đáng với số tiền chúng em nó bỏ ra. 28 triệu cũng rất là nhiều. Giáo viên của em thì cũng không phải là các thầy cô được mà em đã thấy ở trên page, đặc biệt là cũng không có cô Lê Yến. Theo luật sư, những quảng cáo chưa đúng với sự thật để đánh lừa người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay chưa có quy định cụ thể về chế tài xử lý. Nó là những cái giao dịch mang tính chất là vấn đề mới và nó cũng còn đâu đó nó còn một số cái bất cập mà pháp luật chưa thể quy định một cách chi tiết cụ thể được. Nên là theo tôi thì khi mà sử dụng các cái sản phẩm ở trên mạng thì chúng ta phải hết sức thận trọng, giao dịch là ảo nhưng mà tiền thì là thật, đôi khi chỉ một cái click chuột thôi. Thì chúng ta, cái cơ hội chúng ta lấy lại được tiền là rất khó khăn. Mất tiền, và khi muốn lấy lại được tiền thì chỉ còn biết bắc thang lên hỏi ông trời. Bởi trung tâm tiếng Anh, truy ra thì thực chất lại là địa chỉ quả nan. Sau khi bị trung tâm block ở Messenger thì em đã tìm đến địa chỉ cụ thể của trung tâm để được giải quyết. Nhưng mà khi em tìm đến địa chỉ được ghi trên page thì chỉ ra là quán thịt nướng thôi ạ. Và bây giờ em không biết cách tìm đến địa chỉ cụ thể của trung tâm như thế nào. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trung tâm tiếng Anh Lê Yến IELTS Class chưa được cấp phép hoạt động. Đối với các trung tâm và người dạy kiểu tự phát online, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu ban kiểm tra liên ngành của quận, huyện và thị xã ra soát, phát hiện và xử lý theo đúng quy định.